cái kích thích này ha, là nó sẽ là rối loạn vận động của cái đại trường ha. Đại trường của mình là cái từ về y học của cái ruột già ha, thì nó sẽ biểu hiện bằng một số cái những đợt là đợt táo bón xen kẽ với tiêu chảy ha, và cùng với một số cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác. Thì là mấy chị hồi nãy là có mô tả là có đầy bụng khó tiêu rồi đau khi trời lạnh gì đó vân vân ha. Thì một số cái thuật ngữ khác á, cũng được sử dụng trong dân gian nghe hay người ta hay nói ha, ví dụ như là đại 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 tràng co thắt ha, hoặc là đại tràng kích thích, đại tràng thần kinh vân vân. Thì về cái yếu tố nguy cơ á, thì thực tế là cái bệnh lý về hội chứng của kích thích này thì bên Tây y người ta chưa có tìm hiểu được cái nguyên nhân cụ thể đâu hết. Tuy nhiên á, là người ta cũng nghiên cứu được là có một số cái yếu tố mà nó gây tác động, nếu thì có tồn tại những cái yếu tố này á, thì nó sẽ có gây ra cái tình trạng là bị viêm hội chứng đột kích thích ha. Thì thứ nhất đó là cái tâm lý ha, cái này là khá nổi tiếng nè, là nếu mà người nào mà có khi nào mà bị lo lắng nhiều á, thì nó có thể là bị cái tình trạng đột kích thích này nó sẽ bị tăng lên. Cái thứ hai là cái một số đặc của cái vận động ruột ha, thì cái ruột của mình đó là khi mà nó sẽ có những một số cái cử động để mà mình nó đẩy cái thức ăn cái lại phân của mình đi ha. Thì mấy anh chị tưởng tượng đây đang có một cái ống dài đi ha, thì cái ống đó thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ bóp, nó bóp một một cái một chỗ ha, sau đó cắt cắt nó khoảng 2-3 cm ha, thì nó bóp lại thêm một lần nữa. Thì rồi sau đó cái chỗ bóp đầu tiên á, nó sẽ thơ nới lỏng ha, thì lúc đó thì nó cái đầu mà 2-3 cm á, nó sẽ bóp đi, thì nó sẽ tạo ra một cái lực giống như là đẩy đẩy đi đẩy cái phân đi ha. Thì khi mà cái vận động của đó của cái ruột á, nó sẽ bị nó có bất thường gì đó ha, thì nó cũng gây ra cái tình trạng là bị hội chứng ruột kích thích này ha. Ngoài lại ngoài ra nó có liên quan tới một số cái chất nổi tiếng ha, cái prolactin là cái hormone này nó liên quan tới cái chu kỳ kinh nguyệt nhiều ha, thì nó cũng liên quan tới cái kinh của mình. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái hội chứng ruột kích thích này á, thì nó thường thường á, là mình phải chú ý là cái bệnh nhân này thường thường sẽ có một số cái triệu chứng phải kéo dài trước trong vòng 3 tháng ha, và sẽ có một số cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là những cái cơn đau bụng hoặc là cảm giác khó chịu ha, thường, và nó phải giảm khi đi cầu ha. Cái đây là một số cái ý này mà nó quan trọng nên có tôi đậm ở đây ha. À, ngoài ra là một bệnh nhân là có thể bị táo bón hoặc là tiêu chảy ha. Thì cái định nghĩa theo định nghĩa của y học ha, thì nếu mà táo bón ha, có nghĩa là mình đi cầu dưới 3 lần một tuần, còn nếu mà tiêu chảy ha thì là mình phải trên 3 lần một ngày ha. Thì nếu mà bệnh nhân nào mà nó có cái tình trạng mà đau bụng mà khó chịu giờ kéo dài 3 tháng ha, và nó giảm khi sau khi đi cầu kết hợp với lại cái triệu chứng mà táo bón và tiêu chảy xen kẽ, thì mình có thể chẩn đoán đây là cái hội chứng ruột kích thích ha. Thì về thuốc điều trị á, thì nói chung là bên Tây y á, thì nó cũng không có thuốc gì mà nó trị hoàn toàn đâu ha, chủ yếu là nhờ dùng một số cái thuốc mà nó điều trị triệu chứng như ví dụ giảm đau hoặc là thuốc nhuận tràng hay là thuốc cầm tiêu chảy thôi, chứ nó không không có cái thuốc nào mà nó điều trị hết á. Thì cái đó là cái một số cái vấn đề về cái hội chứng đột kích thích theo y học hiện đại, thì không biết mấy anh chị có hỏi gì không ạ. Và làm giảm cái hội chứng và ruột kích thích không thầy? Thì như hồi nãy nói ha, là nó có 3 cái nguyên nhân, cái yếu tố ha, là cái nhất đó là cái tâm lý, cái thứ hai là cái vận động của ruột ha, và thứ ba là cái nội tiết ha. Thì nếu ví dụ về cái tâm lý á, thì mình nói chung là mình phải ví dụ phòng tránh cái việc mà tránh căng thẳng stress ha, thì nó sẽ giảm được cái tần suất bị hội chứng ruột kích thích. Còn cái về cái vận động ruột ha, thì nếu mà cái vận động của mình ruột của mình á, nó liên quan rất là nhiều tới cái việc mà mình ăn cái thức ăn của mình ăn vô ha. Thì cái thức ăn mình nếu mà mình ăn nhiều chất xơ á, hoặc là mình đặc biệt mình uống đủ nước ha, thì cái vận động của ruột của mình nó sẽ hệ vận động tốt hơn, và nó sẽ giảm cái tình trạng bị cái hội chứng ruột kích thích này luôn. Thì lỡ như mà nếu mà mình vẫn ăn uống mà không giảm chất xơ mà tự nhiên trong bình thường mà mình gặp một vấn đề nào đó mình cảm thấy lo lắng thì mình làm thế nào mà mình giảm cái ruột kích thích, ví dụ như mình chuẩn bị đi họp có một cái bị cảm thấy lo lắng hoặc là mình chuẩn bị thi mình bị đau bụng như vậy thì mình làm sao để giảm cái đó kiểu mà giảm tạm thời thế này. Tạm thời thì chị có thể sử dụng một số cái phương pháp mà nó giống như là ổn định tinh thần ha, thì ví dụ như là thiền hay gì ha, hoặc là ví dụ trong bên bên dưỡng sinh nó có cái động tác là động tác thư giãn á, thì mình có thể dùng mấy cái động tác đó giống như là mình ổn định lại cái tinh thần của mình. Chứ thực tế là nếu mà mình làm việc hay là
Nói chung là hoạt đa hoạt động trong xã hội ha, thì thế nào là mình cũng phải tương tác với người khác, và khi đó thì thế nào thì mình sẽ cũng nó sẽ cũng có tác động lên cái tâm lý mình rất là nhiều ha. Thì bởi vậy là mình rất khó mà mình tránh tránh được hết là được cái căng thẳng. Thì nói chung là mình khi mà có rồi thì mình phải tìm cái cách là mà nó mình giảm cái căng thẳng đó đi ha, chứ không phải là chứ không thể nào mà mình không 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 bị stress được. Tại vì cái mà mọi người cứ suy nghĩ là cái stress ha là nó có là một cái xấu ha, nhưng mà thực tế là có cái stress đó thì mấy anh chị mới có thể mà giống như là có động lực mà làm việc ha. Giống như là tự nhiên ví dụ như là mấy anh chị à thì cũng có co hồi xưa ha, là có cái tình trạng là mọi người ví dụ đi cần thi ha, cái tình trạng mà gần thi mà mới mới đi học bài đó à, sáng hôm sau thi rồi mà tối hôm đó mới mới học bài ha. Đó là do là cái mấy anh chị cảm thấy là nó là sắp tới ngày thi rồi mới thấy căng thẳng ha, thì lúc đó mình mới tập trung mình học bài được. Thì đó là cái mặt tốt của cái stress ha, chứ chứ không phải là lúc nào mình cũng nghĩ là à không nên có stress ha. Ai hỏi nữa thì qua cái phần tiếp theo luôn ha. Thì cái phần tiếp theo của mình là cái hội chứng đột kích thích cho phim học cổ truyền. Thì cái hội chứng đột kích thích này á, thì nó sẽ biểu hiện bằng một số cái triệu chứng, ví dụ như là khi mà em nói trình bày ha, thì nó sẽ có triệu chứng là đau bụng ha, và thứ hai là cái triệu chứng về đầy bụng, và ngoài ra là có cái tình trạng là tiêu chảy và táo bón xen kẽ ha. Thì nó tương đương với một số cái chứng trạng trong y học cổ truyền, ví dụ như là phúc thống ha, phúc thống là phúc là đau bụng, thống là đau hay là dịch là đau bụng, chứng ngãn thì nó dịch là nó tương đương với là cái chữ đầy bụng bên mình đấy. Ngoài ra là ví dụ tiết tả là tiêu chảy ha, còn táo kết là táo bón. Thì về cái nguyên nhân và cái chế gây bệnh kia cổ truyền ha, thì nó liên quan tới một số cái vấn đề, ví dụ như là khi mà mình căng thẳng chết quá ha, thì cái can khí của mình nó sẽ bị ức lại ha, thì nó sẽ tác động lên cái vùng vị, can khí nó sẽ tạo nên vị, và đại tràng thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là chứng mãn phúc thống ha, hoặc là bị táo đi bo cầu táo kết tiết tả ha. Rồi lâu 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 ngày là nó còn ăn mà thí dụ táo bón tiêu chảy nhiều quá, nó còn tổn thương đến cái vùng tỳ nữa ha, thì nó có thể gây ra cái tình trạng là tỳ 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 hư nữa ha. Còn hoặc là nó có một cái con đường khác là cái can khí này nó ức kết ha, thì nó sẽ gây ra là cái tình trạng sinh ra cái ra nhiệt ở trong cái tâm ha. Rồi thì cái tâm này nó sẽ có cái chạy dù hồi hộp đến chống ngực ha, tại vì nó có trong tim nó có tâm nó có hỏa ha, thì nó sẽ gây ra cái nếu mà lâu ngày quá thì nó sẽ gây ra cái tình trạng tâm tình tổn thương luôn. Hoặc là một trong một cái yếu tố ví dụ là mình là lo âu nhiều quá, hoặc là ăn uống không có đúng giờ giấc, hoặc là ăn uống ít quá thì nó có thể gây ra cái tình trạng tỳ hư luôn. Thì dựa vào cái sơ đồ này thì mấy chị suy nghĩ xem nè, là mấy chị còn mở cái ứng dụng kia không ha. Thì dựa vào cái sơ đồ này thì mấy anh chị tự suy nghĩ xem là cái hội chứng đột kích thích này thì nó sẽ có những cái thể thể bệnh theo học cổ truyền nào à. Thì đây anh thấy là có một số anh chị là có đưa ra một số câu trả lời ha. Thứ nhất là ví dụ như là cái tỳ vị hư nhược ha, thì nói chung cũng cũng chưa chính xác lắm ha. Có anh chị ví dụ là đưa ra cái như là ví dụ là đàm thấp ha, thì như hồi nãy cái sơ đồ em đưa ra là nó không có liên quan gì tới cái đàm thấp nhiều nhiều lắm ha. Còn cái tâm hỏa uất hoặc là tâm uất tỳ hư thì nó cũng hơi tương đồng thôi, nhưng mà nó vẫn chưa chính xác ha. Thì mấy anh chị nhìn lại cái sơ đồ này ha, thì nhất nó liên quan tới hai cái là cái việc mà tình trí thất điều này ha, là ví dụ mình lo mình căng thẳng lâu lâu ngày ha, thì có thể bị can khí nó sẽ bị uất lại ha. Thì mình như vậy là mình sẽ sinh ra một cái thể đó là thể can khí uất kết ha. Ngoài ra là có đây là cái trong cái sơ đồ nó cũng đi rõ ràng luôn cái thể của mình luôn nè, cái thể thứ hai của mình luôn nè, là cái thể là tâm tỳ đứng hư ha. Thì trong cái nói tóm lại thì cái trong cái hội chứng đột kích thích này ha, nó có hai thể lâm sàng ha, nhất là cái thể là can khí uất kết và cái tâm tỳ lưỡng hư. Thì em đi 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 luôn vào cái triệu chứng của từng thể luôn. Thì đầu tiên là cái thể can khí uất kết ha, thì thường thường là bệnh nhân sẽ có một số cái triệu chứng như là lo âu ha, đặc biệt là bệnh nhân hay hay bị xúc động lắm à, thì dễ rất là dễ xúc động ha. Ngoài ra có thể có triệu chứng là như là bệnh nhân dễ bị cáu gắt ha, nếu mà mình nói chuyện xíu là bệnh nhân gắt gỏng như mình liền luôn á. Rồi ngoài ra là bệnh nhân cũng có triệu chứng thì là cái triệu chứng đầy bụng hay đau quằn bụng gì ha, hoặc là táo bón tiêu chảy, là những cái một số cái triệu chứng nó liên quan tới cái bệnh lý hội chứng đột kích thích ha, nên nó cũng không có đặc hiệu lắm. Thường thường là mấy cái thể khác nó cũng có ha. Hoặc là một số cái triệu chứng mình có thể gợi ý cho cái can khí uất này, ví dụ như là mạch huyền ha, mạch huyền là thường thường là do nó liên quan tới cái can khí ha. Còn có thể là thể thứ hai là thể tâm tỳ lưỡng hư á, thì nó sẽ liên quan tới cái hai cái tạng là tạng tâm và tạng tỳ. Thì một số cái triệu chứng là về tâm tâm ha, ví dụ như là bệnh nhân hay bị mất ngủ ha,
Và mất ngủ kia là đặc biệt là nó cái kiểu mất ngủ của tâm ha, thì nó có thể là bệnh nhân thường thường ngủ nó hay bị mơ mộng ha, có nghĩa là nó cái ngủ bệnh nhân là nó không được sâu. Ngoài ra một số cái triệu chứng của tỳ là bệnh nhân ăn uống kém ha, đầy bụng, còn liên quan tới một số cái bệnh lý về hư ha, thì bệnh nhân sẽ thường thường là đau bụng, sẽ đau âm ỉ, cảm giác nó mơ hồ. Và ngoài ra là có bệnh nhân sẽ có triệu chứng là sợ lạnh, và thí dụ bệnh hư thì thường lưỡi nó sẽ bẹo bẹo đó ha, rồi sau đó mạch nó sẽ bị nhu. Mà chị nữa ghi đánh được cái khí hư ha, thì hồi nãy trong cái sơ đồ mình không có phế khí ha. À để em quên nói với chị là coi trong cái quá trình mà em trình chiếu á, thì anh chị có câu hỏi nào á thì mình cứ đánh ra cho đây ha. Thì thêm á, thì tại vì do em đang chiếu trên cái slide PowerPoint á, thì em không có đọc được một số cái cục chat mà trên cái Google Meeting, nên em cũng ví dụ một số anh hôm bữa có một số anh chị đánh gì đó, em không có mở em coi được thì em cũng không biết là gì hết. Thì nên ví dụ nếu mà chị là mà có câu hỏi gì á, nếu mà không hỏi trực tiếp được thì có thể là đánh vô đây mình trả lời luôn ha. Thì em đi qua luôn cái phương pháp điều trị luôn nha. Thì tương đương với hai cái thẻ đó ha, thì mình có hai cái pháp trị. Thứ nhất đó là cái pháp về sơ can kiện tỳ ha, và cái thứ hai là cái kiện cái thẻ tâm tỳ dưỡng hư, thì mình kiện tỳ dưỡng tâm. Thì cái bài sơ can kiện tỳ thì mình có hai bài. Cái bài thứ nhất là bài sơ xài hồ sơ can thang ha, là cái bài này là cái hôm mà mình học về cái hai cái bệnh là bệnh viêm gan mạn với lại sơ gan, mình thấy rất là nhiều ha. Tuy nhiên á, là hai cái bài cái bài xài hồ sơ can thang mà mình dùng trong hai cái bệnh kia á, là cái bài về da giảm ha, còn cái bài là mình sử dụng bài gốc của nó luôn. Ngoài ra là mình cũng có thể sử dụng cái bài tiêu dao da giảm ha. Tiêu dao đây là chữ chữ dao là chữ gì gì chứ không phải chữ gì này ha, nên là bị gì sẽ chính tả đó. Rồi còn cái về cái tâm tỳ đúng không? Cái về kiện tỳ dưỡng tâm thì mình sẽ dùng bài quy tỳ thang. Thì về châm cứu ha, thì ví dụ là một số cái việc là mình đáp ứng với cái phù hợp với là cái phát triển, mà ví dụ như là có cái việc về bổ tỳ ha, hoặc là mình cái việc mà hành gian thiếu phủ, để ở đây là việc nguyên lạc của tinh tỳ ha. Tương tự như ví dụ bổ can thì mình dùng bài thái sung hoàng ngôn ha, hoặc là can du ha. Ngoài ra ví dụ cái hôm bữa em nói ha, thì cái thái sung này nè nó cũng có tác dụng là nó bình can sơ can luôn ha. Thì mình cũng ví dụ mình này chăm cứu với cái huyệt này cho cái thể mà can khí uất luôn cũng được. Ngoài ra mình có thể sử dụng một số cái huyệt điều trị triệu chứng, ví dụ như là huyệt nội quan ha, dùng để an thần ha. Ngoài ra là một số cái điều trị cái bệnh lý cái chuyện triệu chứng về đau đau bụng ha, thì mình dùng cái huyệt là trung quẻ là tốc tâm lý. Còn về dưỡng sinh ha, thì có một số cái động tác là ví dụ như là xoa 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 tam tiêu ha, đặc biệt là cụ thể hơn là mình xoa cái vùng trung tiêu và hạ tiêu ha, tại vì cái nó liên quan tới cái tạng can, và thứ hai là nó cái vùng đại trượng của mình ở vùng bụng dưới ha, thì mình xoa trung tiêu với hạ tiêu luôn. Và một số cái động tác nó cũng tác động lên cái vùng vùng bụng dưới ha, thí dụ như là động tác sư tử hoặc tam giác ha, là cái này là một số cái động tác chuyển sinh ha. Rồi thì bây giờ em sẽ xin phép đi qua một số cái bài thuốc này, mình bữa mình chưa chưa có ha. Thì khi hôm bữa là mình chỉ học được mới một số cái bài thuốc về xài hồ sơ can da giảm thôi, thì còn đây là cái xài hồ sơ can mà nó nguyên gốc luôn ha. Thì hôm bữa mấy anh chị sẽ không có sự xuất hiện của một số cái vị như là ví dụ như là vị hương phụ ha, hoặc là trần bì nè, thì hôm bữa nó không có ha, thì do là mình có bỏ bớt cái bài da giảm của mình, là bỏ bớt hai cái vị này rồi về thêm một số cái vị khác. Thì hôm nay là cái bài nguyên gốc của nó luôn, thì nó sẽ có xuất hiện lại hai cái này ha, là hương phụ với trần bì. Thì hai tác dụng hai cái vị này có tác dụng là vị hành khí ha, hành khí là chủ yếu, còn cái trường thấp nữa là phụ hơn ha. Thì nói chung là mấy cái vị này mình học rồi, chắc em đang qua luôn không, hay là mọi người có cần giải thích gì đâu mà. Thôi được rồi, qua luôn đi thầy. Dạ Có bị quân nữa thầy. dạ Bị quân không đó thầy. dạ dạ sao à? Em À có quân, bị à có quân. cái xà hồ là quân đó nha, thì cái này gì sai rồi. Cái bài tiếp theo là cái bài tiêu da giao da giảm ha, thì nói chung là nó là cái vị bài tiêu dao tán thôi, nhưng mà nó thêm một số cái vị khác như là ví dụ vị hoàng cầm, bạc hà ha, trần bì, sinh khương, ức kim và chỉ xác ha. Thì nói chung là mà mình gia một số cái vị có tác dụng như là thành huyết ha, thành huyết và thanh nhiệt ha. Thì ở đây không có ghi quân thần tế sứ đây, tại vì nói chung là mấy cái vị này là tá hết ha, mấy cái vị thê gia thêm là tá hết, còn cái quân thần tế sứ là nó ở trong cái bài tiêu dao dao gốc rồi, nên nên mình không có ghi đây.
Còn cái bị VTT này mấy bữa mình chưa thấy à, mình như không biết mấy anh chị có học bài này chưa à? Thì nói chung là bài này là dùng để nó thường thường dùng trong cái thể là tâm tỳ lưỡng hư ha, thì nó vừa có tác dụng bổ tỳ của tâm nữa, ví dụ là bệnh táo quân ha, là dưỡng tâm an thần ha. Táo nhân chứ lộ à, táo nhân thì nó sẽ tác dụng dưỡng tâm an thần ha, còn hoàng kỳ thì nó sẽ là bổ của tâm khí và tăng dương khí của tỳ, bạch chuột thì nó cũng kiện tỳ táo thấp ha, nhân sâm thì nó là cũng bổ bổ khí ha, đương quy thì nó bổ huyết biện chí với phục thần đại táo rồi thường thường là dùng để an thần là nhiều ha. Còn đặc biệt là cái bài này là có cái vị là phục thần, nó là quân luôn nè, là tại vì nó cái tình trạng của nó là mình muốn nó bổ vừa bổ âm mà nó an thần nhiều á, thì nên bởi vậy là cái vị phục thần nó cũng thành quân luôn. Còn cái vị một đại táo là hoàng hiển vi thuốc nè, hương thì kỵ hạ kiện tỳ hành khí. Thì em không thấy là chưa ha, không thấy anh chị đâu hỏi gì hết nè, thì bài đó nó nói chung là hết bài này rồi đó, không biết anh chị có hỏi nào không, mọi người cứ đánh vào cái phòng trái hỏi trực tiếp luôn cũng được rồi. Dạ thầy cho hỏi hả? Dạ, chị hỏi cái gì? Dạ cái bệnh mà hội chứng ruột kích thích đó thầy, nó có cái một cái yếu tố là yếu tố tâm lý, ví dụ như mình căng thẳng hay lo âu á, thì với cái đau dạ dày nó cũng có cái yếu tố tâm lý vậy, hai cái này nó làm sao mình phân biệt được hả thầy? Dạ Nó thì có giống nói nhau hay chung là không? cái triệu chứng nó cũng khá khác nhau á chị. Thì thường thường á là cái dạ dày á thì nó là đau, thường thường nó là đau ở vùng thượng vị ha. Và nó có thể là cái cảm giác hơi ở chua nữa, còn cái này thì nó không có ở hơi ở chua ha. Ngoài ra là ví dụ trong viêm viêm dạ dày có đi đi cầu tiêu có tiêu chảy ha, nhưng mà nó không có cái kiểu mà tiêu chảy mà xen kẽ táo bón như là cái hội chứng được kích thích này. Là hết rồi, chị có hỏi gì nữa không ạ? Dạ cảm ơn thầy. Chung là cái cận đáng là ví dụ là đau bụng ha, thì đặc biệt là cái vùng bụng mình là nó khá đặc biệt là nó có cái nó không có cái vùng bụng mình ha, là mấy cái tạng trong cái bụng bụng của mình đó nó không có dây thần kinh cảm giác ha, bởi vậy là nó sẽ có cái tình trạng là nó sẽ có cái tình trạng là nó sẽ mượn cái giờ cái nó sẽ giống như là nó biểu hiện cái cảm giác đau bằng cách nó mượn một số cái dây thần kinh ở cái vùng khác ha, nên bởi vậy là lúc mà mình nó hiểu nó cái dạ dày nó đau đi ha, thì nó có thể nó đau ở một cái vị trí không phải là thượng vị đó ha, nên lúc mà chẩn đoán về cái đau bụng rất là khó. Ở đây là thấy có một số anh chị hỏi ví dụ là có khi nào bị cùng lúc hai triệu chứng không thầy, nếu mà can thiếu ức và tâm tỳ lưỡng hư luôn thì sử dụng như thế nào, thì cái trường hợp mà bị cả hai tể cùng lúc cũng được ha, vẫn được bình thường, thì nói chung á là cái để đúng chưa thì thường thường á là mình phải coi là cái triệu chứng nào nó rầm rộ hơn ha, thì thường thường là mình sẽ chú trọng cho mình điều trị cái triệu chứng cái thể đó trước, ví dụ như là bệnh nhân đang mình cảm thấy là ví dụ là bệnh nhân vừa có can khí uất vừa có tâm tỳ tưởng hư thì thường thường á là theo kinh nghiệm của em á là mình phải giải uất cho bệnh nhân trước ha, thì lúc đó mình điều trị cái mình bổ tâm bổ tỳ nó mới có hiệu quả ha, chứ chứ nếu mình bổ tâm bổ tỳ mà cái can khí nó vẫn còn uất á thì nó thường thường nó sẽ hiệu quả không có hiệu quả bằng, và nhiều khi không có tác dụng luôn á, nên bởi vậy là mình thường thường là sẽ sử dụng cái bài xài hồ sơ can thang ha, và tiêu dao tán trước rồi sau đó là xài khoảng 1-2 tuần gì đó rồi mình theo dõi cái triệu chứng mà lo âu hay là bực dọc của bệnh nhân ha, thấy thấy mình coi cái khí sắc mình như ví dụ là thấy vô mình gặp bệnh nhân nó có buổi buổi trước vô quậu quậu quá trời luôn, mà mấy mình cho uống khoảng 1 tuần 2 tuần mình thấy bệnh nhân nó tươi hơn á, thì bắt đầu mình sẽ chuyển qua đổi lại bài thuốc bổ tỳ của tâm ha.
có mấy anh chị đã hỏi gì nữa không ạ? Hình như đây có một cái câu gì đó mà như nó mất tiêu hết trơn này. Đây thì có con cần gì đó là nếu nếu dùng thuốc thì là đều dùng như thế nào, thì cái liều thuốc á thì mấy anh chị có thể là tra trên cái mạng ha, trên mạng hoặc là giờ tra trong cái sách phương tẻ là cái liều là nó có ghi trong đó ha. Nói chung là thực tế là cái liều này cái liều này ha, thì trong bệnh viện á là mình xài dùng mấy cái vị quân đi ha, thường thường mình sẽ cho cái liều là khoảng từ 12 tới 16. Còn mấy cái vị thần á, thì mình sẽ cho khoảng tầm 12, và cái một số cái vị như vị tá thì thường thường sẽ cho là 8 gram ha. Vậy đó là cái dễ nhớ, dễ nhớ nhất. Còn nếu mà ví dụ là mình xài theo cái thuốc cổ phương á, thường thường cái liều nó sẽ cao hơn, thì mấy anh chị có thể tra trong cái sách phương tẻ hoặc là mình Google nó cũng ra hết rồi, tại mấy cái bài này nó cũng cơ bản lắm. Dạ, là có anh chị nào là ghi là gì em thấy là bài vị lục vị vừa bổ vừa tả, thì là ý ý là sao em không hiểu lắm. Còn cái anh chị nghe thì hỏi là bệnh nhân mắc hội chứng này thì cần lưu ý những gì, thì nói chung là mình sẽ thứ nhất là tập cái thói quen đi cầu ha, ví dụ là buổi sáng á là mình thức dậy là thường thường mình nên đi cầu giờ giờ đó ha. À, ngoài ra là mình ăn uống mà ăn nhiều chất xơ vô và uống đủ nước ha. Đó là một số cái lưu ý thôi, còn còn về thuốc đó thì nói chung là nó chỉ có thể là đi đi ví dụ anh chị nói chung tùy quan điểm của mọi người ha, có thể mình chỉ có thể điều trị tây y hoặc đông y thôi. Có ai hỏi gì nữa mà Dạ không thầy. tại vì chắc cho mình kết thúc bài này ha, thì còn một bài nữa thì biết mọi người có giải lao gì không. Học Thầy luôn ơi, đi sớm thầy cái ơi. chứng này nó có do yếu tố di truyền không thầy? Thì nói chung là mình thấy em thấy là hình như cũng có rồi, như là sách vở thì nó không nói nhiều lắm như đó. Cảm ơn. Dạ học luôn nghỉ sớm thầy ơi. À, là mọi người thấy cái màn hình chưa? Được rồi thầy. Rồi nãy là mình đi qua cái bệnh lý về ở phần ruột già ha. Bây giờ mình tới cái gọi là cái phần cuối cùng của cái đường ruột của mình đó, cái phần về hậu môn. À, thì đó là bệnh lý về mình thường gặp ở cái vùng hậu môn, đó là cái bệnh về chỉ. Cái mục tiêu nội dung em qua luôn ha cho nhanh ha. Thì cũng tương tự như là cái bài kia ha, em cũng mọi người cứ đăng nhập vô cái vô trang web này ha, mình đánh cái mã dưới đây vô vô để tham gia vô cái hoạt động, một số cái hoạt động giống như nãy giờ. Mọi người có thể scan cái mã QR code mình cài cũng được, thì chắc em để mọi người chắc khoảng 5 phút mà để mọi người vô vô này ha, mọi người cứ đăng nhập vô rồi giữ giữ nguyên đó đi ha, chứ không cần tái ra đâu. Chỉ là do phình động mạch, phình phình tĩnh mạch ha, chỉ là do chứng ứ huyết tĩnh mạch. Rồi giờ con số thế hay là bệnh nhân là ăn bị có khối u, là khối u trong hậu môn ha, nghĩa là không đúng ha, chứ không phải u ha, là cái là nó chỉ là một
tĩnh mạch của mình nó bị phình lên thôi chứ nó không phải khối u ha. Còn ngoài ra là một số bên chị là đánh đó là ăn đồ cay nóng nhiều thì cái này cũng cũng không đúng ha. Thì ăn đồ cay nóng nhiều thì nó sẽ gây gây cái tình trạng mà mình đi tiêu chảy thôi chứ chứ nó không 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 có liên quan tới cái chỉ đâu à. Còn có chị nhiều đánh có chị đánh là ngồi lâu ha, thì cái này đúng ha. Thì cái này là nếu mà bệnh nhân người nào mà bị ngồi lâu quá thì nó rất là dễ bị chỉ. Thì cái định nghĩa thì chỉ là một cái bệnh lý về mãn mãn tính là do cái nó liên quan trực tiếp tới cái tình trạng tĩnh mạch trực tràng hậu môn, mà thường thường nó sẽ có tình trạng là bị giãn và xung huyết thành từng búi hoặc là nhiều búi ha. Thì chỉ nó sẽ chia thành hai cái loại ha. Thứ nhất là chỉ ngoài là nó nằm ở bên ngoài ha, phía ngoài hậu môn, còn chỉ nội thì nó sẽ ở bên trong hậu môn. Mà chị chú ý ha, thì cái tình trạng chỉ nội chỉ ngoại này ha, nó có thể tồn tại cùng một lúc luôn, thì nó sinh sinh ra cái loại loại cái đó là gọi là chỉ hỗn hợp. Thì cái nguyên nhân mà gây ra bệnh chỉ là thứ nhất đó là cái yếu tố di truyền ha. Thường thường là ví dụ là ba mẹ có bị chỉ thì có thể là cái tỷ lệ mà con bị nó cũng khá là cao. Hoặc là cái tình trạng mà thí dụ mình thói quen ăn uống của mình ha, là mình ăn ít chất xơ ha, hoặc là ăn cái cây nóng này ha. Cây nóng này là nó nói chung là nó không phải là cái nguyên nhân gây ra đâu à. Và cái uống nhiều rượu bia ha, thì cái việc mà ăn ít chất xơ, ăn cây nóng và cái uống nhiều rượu bia này á, nó liên quan tới cái việc mà cái tình trạng phân của mình đó. Nếu mà ví dụ mà mình ăn ăn ví dụ mình ăn ít chất xơ đi ha, thì mình cái tình trạng đi cầu của mình đó nó sẽ bị nó khó khăn ha, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng táo bón. Khi mà táo bón lâu ngày á thì nó cũng gây ra cái tình trạng là chỉ ha, tương tự như là ăn cái cây nóng. Còn cái gì uống rượu nhiều á là mình uống vô thì cái uống rượu nhiều vô thì mình sẽ bị cái tình trạng là bị mất nước ha, thì nó cũng gây ra cái tình trạng táo bón lâu ngày và nó liên quan tới việc chỉ. Ngoài ra là ví dụ là một số cái bệnh lý ví dụ là tăng áp lực ở bụng ha, do cái nghề nghiệp hoặc là cái rối loạn nhu động ruột, hoặc là người bị có mang thai hoặc béo phì ha, hoặc là cái tình trạng là tăng áp tĩnh mạch chỉ ha, là cái tình trạng này nó liên quan tới cái bệnh lý mà xơ gan bữa mình học ha, là cái gì tăng áp lực tĩnh mạch cửa đó, hội chứng ngăn tăng áp lực tĩnh mạch cửa ha. Thì đây là cái phân loại chỉ theo ha, thì nó cũng nói chung là như nãy nói là có chỉ ngoại, chỉ nội và chỉ hỗn hợp đó ha. Còn cái chỉ vòng này là nói chung là cái tình trạng mà mình bị chỉ nhiều chỗ, cái nó liên kết lại với nhau thôi. Thì cái biến chứng của chỉ ha, thì thường thường á là cái chỉ thì thường thường sẽ phân độ từ 1 tới 4 ha, thì tùy vào cái độ của mình đó thì mình sẽ điều trị nội khoa hoặc là ngoại khoa ha. Thì một số biến chứng nếu mà lâu ngày mà không điều trị á thì nó có thể chuyển số biến chứng ha, ví dụ như là viêm tắc tĩnh mạch, viêm tắc mạch chỉ ha, hoặc là bị chỉ sa nghẹt ha, hoặc là bị nhiễm trùng ha. Thì anh chị cứ tưởng tượng đi ha, là cái hậu môn của mình đó là nó bình thường nó phải co lại đúng không, nhưng mà khi mà cái chỉ của mình nó bị lòi ra thì cái ruột của mình đó nó bị lòi ra ngoài á, cái chỉ đó, nó lòi ra ngoài ha, thì cái hậu môn của mình nó sẽ siết vô cái phần bị lòi đó, thì cái phần siết đó thì nó sẽ bị thiếu cái máu nó nuôi lên cái phần tế bào bên đó, thì nó sẽ gây ra tình trạng hoại tử ha, thì nó có thể bị gây ra cái nhiễm trùng vân vân, hoặc là rò rò hậu môn trực tràng, hoặc là nứt hậu môn ha. Thì nói chung chủ yếu ra cái triệu chứng của cái chỉ này ha, thì cái triệu chứng chủ yếu thứ nhất là thứ nhất là đi cầu khó ha, cái thứ hai đó là đi cầu máu và thường thường là máu đỏ tươi ha. Thì nói chung là mình phải chú ý là khi mà đi cầu ra máu ha, thì mình phải chú ý là mình phải phân biệt với lại cái tình trạng là máu nó ở chỉ ở hậu môn hoặc là máu ở bên ruột già ha. Thì thường thường là có thể là cái tình trạng là ví dụ mình bị u hay là có một cái gọi là cái nhú ha, cái tế bào nó nhú lên thôi, u lành đó ha, u lành đó. Thì ví dụ là cái phân của mình nó đi ngang thì nó sợ cái u lành ở cái vùng đại tràng á, thì nó vẫn có thể có máu ha. Còn hậu môn ví dụ là có một cái tình trạng là, ví dụ mình bị táo bón lâu ngày á, mà mình cái phân nó bị khô lại á, mà mình rặn nhiều quá thì nó cũng gây ra rách cái niêm mạc của cái hậu môn ha, thì nó cũng có thể có máu ha. Bây giờ là khi mà mình chú ý thì mình phải khi khi mà mình khám á, mình phải chú ý coi là có cái chuẩn đoán phân biệt cho một số cái bệnh lịch cái thể bệnh đó nữa. Thì đặc biệt cái tình trạng mà ra máu của cái chỉ này ha, thì thường thường á là máu á, nó sẽ ra là máu đỏ tươi ha, tươi hoặc là nó hơi đen đi, hơi thẫm thẫm tí xíu. Và ngoài ra là nó có thể là nó thường thường là nó ra ở đầu phân ha, là cái phân đầu tiên mình đi ra, nó ra, cái máu nó sẽ ra theo cái phân đầu tiên ha.
thì em chưa thấy có anh chị nào hỏi gì hết nè, thì thôi em đi qua tiếp theo luôn. Thì theo chị, thì theo y học cổ truyền thì nó tương đương với cái chứng trạng bên y học cổ truyền, đó là cái sa trẻ ha và chỉ lậu. Thì về cái nguyên nhân và cơ chế thì nó liên quan tới cái việc trực tiếp cái đại tràng của mình ha, là tỳ tỳ khí. Thì mấy chị có biết là học là cái triệu chứng về cái anh chị nghe cái thể bệnh về tỳ khí hơn hẳn chưa, thì nó là liên quan tới cái trực tiếp tới cái việc bị chỉ ha. Thì một số cái nguyên nhân nó gây ra cái bệnh lý về chỉ, ví dụ như là mình ăn uống, ví dụ ăn uống đồ cay nóng nhiều quá ha, thì cái đại trường của mình nó sẽ bị tích nhiệt và nó sẽ gây ra cái chỉ ha, hoặc là mình bị cái tình trạng là bị nói chung là cái này là phong tà, nhiệt tà ha, phong thấp nhiệt tà ha. Thì nếu mà nó xâm nhập vào cái vùng đại trường của mình thì nó cũng gây ra nhiệt và nó gây ra cái tình trạng chỉ. Ngoài ra có cái nhóm bệnh là nhóm bệnh về hư ha, thì ví dụ bệnh nhân mà lao lực ăn uống kém hoặc là cái thiên tí si tuổi già thì nó sẽ tổn thương tới cái tỳ khí của mình ha, thì nó sẽ sinh ra cái khí, cái tình trạng là tỳ khí hư hãm. Thì em thôi em qua nhanh luôn cái phần này luôn ha. Thì cái tương đương với lại với một số cái thể đó ha, thì tương đương theo cái cơ chế gây bệnh này ha, thì nó sẽ tương đương với một số cái thể làm sàng, hiệu như là bệnh khí huyết hư ha, thấp nhiệt hạ tiêu hoặc là huyết ứng hạ tiêu ha. Cái thể về khí khí huyết hư á, thì thường thường á, là cái chỉ của mình á, thì thường thường nó chỉ nó có triệu chứng như là về triệu chứng về chỉ xa xuống ha, và cái màu màu của nó, cái màu cái chỉ xa ngoài á, thì nó sẽ có màu trắng và nhợt tương đương với cái thể của hư. Thì thường thường là nó sẽ đi kèm với cái bệnh cái tình trạng là cái da niêm của mình nó sẽ bị xanh ha. Rồi một số cái triệu chứng của khí hư như là tiếng nói nó sẽ nhỏ và mình nghe được cái tiếng nói của bệnh nhân nó bị đứt quãng ha, cái hơi thở chứ ngủ, cái hơi thở của bệnh nhân khi mình để ý ha, mình thì sẽ thấy là cái hơi thở của bệnh nhân nó bị đứt quãng, là nên là gọi là cái triệu chứng đoản hơi. Hoặc là một số cái tình trạng của hư như là tuổi nhợt ha, hoặc là mạch trầm vô lực ha. Rồi cái thể tiếp theo là cái thể thấp nhiệt hạ tiêu, thì thường thường đó là chỉ thì người nó gọi là nhiệt ha, thì nó sẽ sưng và nó có màu hồng, và nó có tình trạng thấp đó, thì nó sẽ có thêm dịch và dính nữa ha. Và nhiệt đó, thì nó sẽ có tình trạng là hậu môn mình sẽ là khi mà đi cậu ha, đi móc rặn nhiều và nó sẽ có tình trạng là nóng rát hậu môn nữa. Ngoài ra là một số cái tình trạng nhiệt khác như là ví dụ họng khô khát, thích uống nước mát, cái này là triệu chứng của cái thực nhiệt ha, hoặc là nóng nước ha, triệu chứng của nhiệt. Rồi có cái thể mà huyết ứng hạ tiêu á, thì thường thường là sẽ có triệu chứng là chỉ nó sẽ căng lên ha, và cái màu của nó sẽ là màu đỏ sẫm ha, nó chỉ để ý ha. Ví dụ như cái huyết hư đây là màu trắng ha, còn ở đây là cái thấp nhiệt của này là màu hồng, còn cái này là huyết hư thì thường là màu nó sẽ sẫm lại ha. Và cái hậu môn á, nó sẽ đau, rồi tình trạng nó đau lâu ngày và có thể là cái hậu môn mình sẽ cứng luôn và đau tăng khi khi đi đi cầu ha. Và khi khám đặc biệt hay mấy cái tình trạng ứ huyết á, thì anh chị sẽ thấy là có cái triệu chứng đó là lưỡi nó có điểm ứ huyết ha. Anh chị có hỏi gì về này không ạ? Thầy giải tiếp thôi. Anh chị có hỏi gì cứ hỏi ha, cứ đánh vào đó đi, rồi mình có ví dụ cuối bài là mình sẽ sao là cái slide này mình trả lời luôn. Và cái phương pháp điều trị ha, thì nói chung là tương đương với thể, ví dụ thể về thì tùy khi khí huyết hư ha, thì mình sẽ bổ khí huyết ha, hay là thăng đè. Thăng đè đây là để giống như là nâng cái chỉ lên đó ha, nên nó như năm nay nó là vậy. Thì khi mà muốn mà bổ khí huyết thì cái bài mà nổi tiếng thường dùng nhất là cái bài bát chân ha. Cái chân ở đây là cái bài về tứ tứ quân với tứ vật á, tứ quân là bổ khí, tứ vật là bổ huyết ha. Thì là các cái bổ khí huyết thì dùng bài bát chân này, và gia giải thêm một số gì gọi là thăng nga ha, dùng để thăng đè ha, hoặc là nhiếp cá ha. Nhiếp cá này là nó có tác dụng là thanh nhiệt ở cái vùng hạ môn, hậu môn đó ha. Thường thường là cái bệnh chỉ là dùng cái nhiếp cá rất là nhiều. Còn đối với cái thể mà nhiệt thanh nhiệt thấp nhiệt ha, thì mình dùng cái phép chỉ đó là thanh thấp nhiệt thuận táo chỉ thống ha, thì mình sử dụng cái bài chỉ thống hang. Còn đối với cái thể mà hoạt huyết khử ứ á, thì mình sử dụng cái bài tứ vật đầu hồng về da thêm giết cá nè ha. Cái giết cá này cũng tương tự ha, này nó cũng tương tự như là cái giết cá trong cái bài phía trên đây nè. Về châm cứu á, thì thường thường á là mình
Mình cũng tương đương với cái hấp thị phía trên ha. Thì ở đây thường thường đó là mình có thêm cái bổ thận ở đây đó ha. Thì tại vì là mình nói chung là do là trong cái chức năng của tiền thận á, là nó có cái chức năng là tiền thận chủ tiền âm hậu âm ha. Thì khi mà mình muốn tác động lên cái vùng mà hậu môn á, thì mình sẽ bổ thêm cái thận đó nữa. À, thì nói chung là chính xác là mình dùng hai cái huyệt này để điều trị triệu chứng thôi. Còn ví dụ mình sử dụng một số cái huyệt như là bổ tỳ, bổ khí ha, hoặc là điều trị một số cái huyệt điều trị triệu chứng như là trường cường cường ha, đại trường du chi công ha, dùng để điều trị cái tình trạng táo bón. Cái hội âm ở đây là nó thực tế là nó có tác dụng bổ huyết ha, nhưng mà ngoài ra nó một số cái tác dụng về cái vùng mấy cái tạng vùng trung tiêu hạ tiêu của mình đó ha, nên là mình cũng dùng luôn cái huyệt là hội âm. Dưỡng sinh đó thì có một số cái động tác, ví dụ là này là xe vùng hạ tiêu nha mấy chị, hình như là ghi nhầm rồi, xe vùng hạ tiêu ha, trung tiêu hạ tiêu luôn cũng được. Và ngoài ra là có cái động tác đó là cái động tác ngồi hoa sen và để tay giữ lưng nghiêng mình ha. Thì mình sẽ hồi nãy là có hai cái ba cái bài thuốc ha. Thì bài thuốc là bát chân gia giảm, thì đây là bát chân thì mấy chị chắc biết rồi, thì gia giảm thế mấy vị này thôi ha. Thì chắc mình muốn nói đây thì mình sẽ vô là cái thầy thuốc là thầy chỉ thống thang. Thì thầy chỉ thống thang đây á, thì nó có cái nó có một số cái việc cái vị thuốc vị thuốc về thanh nhiệt thấp ha, ví dụ như hoàng bá, hoàng liên ha, rồi một số cái vị dùng để nhận hạ nè ha, rồi thanh tải thất nhiệt nè ha. Còn cái ngoài ra là sẽ kết hợp thêm một số cái vị về hành huyết phá ứ ha, dùng như là đào nhân, xích tường ha, đương quy ha, để nói chung là để bổ bổ cái huyết của mình luôn. Nói chung là nó chỉ tác dụng phụ hoại thôi, nói chung là nó triệu chứng như nó là nhiều, và nhuận táo là nhiều á. Nhuận táo ở đây là do là cái thấp nhiệt nhiều quá thì nó sẽ tổn thương nhiều cái phần tinh dịch của mình nhiều quá, thì mình sẽ bổ thêm mấy cái vị thuốc này để nhuận táo. Bài có nhiêu đây nữa thì mấy anh chị biết có hỏi gì không ạ? Nguyên là có anh chị hỏi là dùng nguyên tắc nào để co chỉ là sao, em không hiểu lắm à. Có anh chị hỏi, một anh chị khác hỏi là khi máu ứ tĩnh mạch lâu ngày, huyết hư hại, hoại tử đang tả, trình tự trị sao thầy? Cái này là anh chị ghi là ý ý mấy anh chị là điều trị về tây y hay là đông y hay sao à? Tại vì anh chị dùng cái từ ngữ vừa 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 tây y vừa đông y, nên em không biết là mấy anh chị muốn nói ý sao. Thì không biết là có anh chị nào mà hỏi câu này thì có thể nói trực tiếp luôn không, hoặc là ghi rõ ra luôn không thì mới trả lời được thôi. Ý là em hỏi thầy á, là khi mà cái bệnh sĩ nó đã sa nặng rồi, nó bị phình lên rồi, cái máu đó nó trở thành máu độc rồi, nó không lưu thông được nhiều rồi, thì khi mình làm sao mình để mình tiêu nó rồi mình mới rút nó lên với thầy? Thì là anh hỏi về điều trị đông y hay là tây y à? Thì đông y với thầy, đông y Tây y với đúng không? thầy nó cắt cái xong rồi. Dạ không, mà thì cái phải nói lại ha, thì cái chỉ đi ha, nó có hai hướng ha, điều trị nội và điều trị ngoại ha. Điều trị nội có nghĩa là dùng thuốc ha, vẫn có thuốc để dùng. Ngoài ra có cái hướng thứ hai là điều trị ngoại, thì lúc đó là mình mới cắt ha, đi đốt chỉ ha. Thì nói chung là có số cái thuốc là ví dụ là sử dụng cái thuốc là đắp lông hay gì vân vân ha, nói chung là nó cũng là chiết xuất từ mấy cái cây thảo dược thôi. Tác dụng chính của nó là cái flavonoid trong mấy cái cây đó ha, nó tác dụng là bền thành mạch ha. Thì khi mà cái thành mạch mình nó bền lên thì nó sẽ ít bị xơ giãn, lúc đó thì cái tĩnh mạch nó sẽ không có ít, nó sẽ không giãn, nó ít bị giãn hơn ha, thì nó sẽ nói chung là ngăn ngừa cái tiến trình mà mình bị giãn cái tĩnh mạch chỉ ha, thì nó sẽ bớt cái chỉ. Còn nó về về y học cổ truyền ha, thì nói chung là mình điều trị theo cái thể của mình ha. Thì thường thường là trong cái ba mấy bài thuốc này thường thường là nó có tác dụng ví dụ thăng đề đó ha,
ví dụ là mà như cái bài bổ khí huyết này mình sẽ dùng cái thang ma để mình giống như là mình đẩy cái chỉ lên ha, là tại vì thang ma là nó có tác dụng thang đẩy đẩy lên trên đó, từ trên lên trên đó ha, thì khi mà mình dùng cái bài thuốc này nó cũng có tác dụng đó luôn. Ngoài ra nó cũng có thuốc cái vị diếp cá ha, diếp cá thì nó cũng có tác dụng bình bình thành mạch đó, nên là cũng thường hay sử dụng trong cái bình chỉ đó mình. Diếp cá đây là diếp thuốc nam á, Em hỏi nhưng mà thầy, em hỏi thầy là giống như ví dụ như một cái số khối huyết ứ mạch, nó cũng giống như một cái phù thủy phù phổng, tức là những cái ứ chạy trong trong cái nội tạng mình đã thì nó khi mà nó to lên là như vậy thì đầu tiên là mình phải sao rồi mới mới tới đến lúc mà to lên như thầy phải dạ tiêu không sợi phải, hay như thế nào như thầy. dạ cái này là chắc anh như nghĩ lộn về cái chỉ ha, thì là cái huyết á là nói chung là cái máu của mình ha, khi mà nó đi xuống cái tĩnh mạch chỉ ha thì nó vẫn đi về lại cái tĩnh mạch trụ dưới và nó đi về tim ha, chứ không phải là nó ứ đó, là anh suy nghĩ là hiểu nó ứ đó là nó ứ hoài trong đó luôn ha, là không đúng ha, là do là cái lưu lượng máu từ từ nơi khác nó về cái vùng mà tĩnh mạch chỉ nhiều hơn, nên là cái tĩnh mạch ở đó nó sẽ bị giãn ra ha, nên nó gây là phình ra một cái túi phình ở vùng chỉ, chứ không phải là cái máu đó lúc nào nó cũng ở đó ha, là nó vẫn có lưu thông trong cái hệ tuần hoàn của mình, anh hiểu không? Không thầy, khi mà nó đã biến chứng nó dạng giống như là nó bị lây qua cái dạng lương đó thầy, thì coi như là nó bị nhiễm trùng rồi, Dạ. nó lẫn lộn giữa phân và máu rồi bị hoại tử rồi này kia, mình đâu có còn cái khối đó, nó đâu phải là huyết nữa, đi về huyết sao được thầy. À dạ dạ rồi rồi em hiểu rồi. Là ý là nó nói chung là theo cái bên Tây y ha, thì là cái tình trạng là nó bị hoại tử đó ha, thì nói chung là cái tình trạng cái nếu mà gặp cái tình trạng đó thì thực tế là như em ấy thì chắc cũng chỉ có bên Tây y để mà xử lý ha, chứ 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 nói chung là trong sách vở thì nó cũng không có đề cập gì nhiều tới cái tình trạng đó hết. Dạ, cảm ơn ạ. À, có anh chị nào hỏi gì đó mà em anh chị đưa lưu ý một số cái khái niệm nha, ví dụ như là về cái nguyên nhân và cái khái niệm về ví dụ như bên nguyên nhân với lại cái yếu tố nguy cơ trong cái y học hiện đại ha. Nếu mà cái nguyên nhân á có nghĩa là ví dụ là mình gặp cái đó thì mình sẽ bị ha, còn ví dụ là cái yếu tố nguy cơ là mình gặp cái đó mình có thể bị hoặc là không bị ha, hoặc là nó cũng nhiều khi nó không có liên quan, quá là người ta chưa có thể chứng minh được là nó có liên quan ha. Còn về ví dụ cái ăn ăn cây nóng á thì nói chung là như nãy em nói là nó không phải là cái nguyên nhân ha, thì đó là như em đọc, hồi trước là em đọc sách đó thì nó không có ghi về cái ăn đồ cây nóng mà nhiều ha, thì đã có gì để em tìm hiểu lại rồi mình em rồi em trả lời mấy anh chị sau ha. Để có anh chị nào hỏi gì nữa mà Thế em muốn nữa còn mấy bài nữa này. dạ thì nói chung là cũng còn nhiều lắm mà Dạ, cảm ơn thầy. thì nói chung là mình tập trung vào bài này chứ ha, thì nếu mà anh chị không có còn câu hỏi gì hết thì mình kết thúc bài này thôi ha. Mà là có một số cái vấn đề mà em muốn hỏi mấy anh chị là ví dụ như là tuần sau á là thứ sáu tuần sau á là em có việc, hay là chắc là không biết là không học được á, thì không biết là mọi người có thể bù được vào buổi nào không mà. Thì sẽ bù vào những thứ năm thứ sáu tiếp theo đó thầy. Bây giờ là tại vì thứ sáu tuần sau là tuần tới là mình vẫn học bình thường mà.
là nếu nếu mà ví dụ là đúng, cái học xem thứ tư thầy, thứ năm sáu luôn, thứ tư năm sáu luôn không, thứ tư có lớp bắt thực hành, thứ tư đi học thực hành mà. Thầy ơi thì cứ kéo dài cái thời điểm kết thúc ra thêm một tuần nữa thôi thầy, còn những ngày khác thì sẽ có bận lịch tùm lum hết nên khó xếp đúng thầy. Vậy thì không thôi là thí dụ như là cái bài hôm thứ sáu tuần sau ha, thì mình cắt làm đôi, thì cái hồi bữa hôm thứ thứ năm với thứ sáu tuần tới á là mình học ba bài luôn ha. Ừ, học sớm xíu tại 6:30 học á rồi. Dạ. Thứ năm á thì học sớm thì có mình kéo dài thời gian nữa là qua thứ sáu luôn rồi, rồi thầy còn bài thứ sáu cho nó kỹ tụi em coi cái là dồn qua bài thứ năm tuần sau luôn á thầy. Tại vì thứ năm này em tính là tại vì mình học bữa hôm nay là bữa thứ sáu rồi đó, thì tự nhiên là như bữa đầu em nói là mình khi mà mình học được 6 buổi thì mình làm một cái bài kiểm tra chắc 30 câu đó ha, thì chắc là thứ năm tuần sau mình làm được không ạ? Thầy chưa gửi tài liệu đúng không? Rồi, dạ, thì để có gì